nay cả gia đình mình cùng với bạn bè sẽ làm một chuyến du lịch từ thành phố Bến Tre đi Đà Lạt. Hôm nay gồm 5 người lớn. Tại vì anh Sữa này bây giờ là cũng 60 mấy ký, 1m6 mấy là tính là người lớn rồi. Đây hành lý, 2 vali, quá trời túi luôn. Nhà mình vừa ghé cái điểm bán kẹo dừa để mua một số quà đem lên Đà Lạt. Mì chào khán giả. Thì hôm nay là chặng hành trình dài, cho nên là chặng đầu là để bạn Quy Việt sẽ lái chiếc xe này một chặng. Đầu tiên mình phải chỉnh cái vị trí ghế cho nó phù hợp với cái dáng dấp của mỗi người ha. Gương đồ này nọ nha. Ta lên được. Trình dài như thế này thì với 5 người và hành lý là vừa rồi nha các bạn. Chứ mà kêu đi 7 người là cực lắm. Đồ đạc không biết để đâu. Bây giờ để mình đo cái khoảng cách từ đây cho đến Đà Lạt là bao nhiêu km và nó ước chừng là bao nhiêu tiếng thì mình tới nơi nha. Giờ việc bấm vô cái điều khiển giọng nói đi. Bấm rồi nói dẫn đường đi. Dẫn đường tới thành phố Đà Lạt bằng Việt Map. Không biết nó quen giọng không đây? Mình chưa nghe rõ, hãy thử hỏi lại. Quen giọng tôi rồi. Lại. Dẫn đường đến thành phố Đà Lạt bằng Việt Map. Mình chưa hiểu rõ ý bạn. Để mở ứng dụng, hãy thử nói. Mở ứng dụng Zing MP3. Nó quen giọng tôi, giờ ông nhấn thì tôi nói cho. Dẫn đường đến thành phố Đà Lạt bằng Việt Map. Bạn chỉ đường đến thành phố Đà Lạt trên ứng dụng Việt Map. Nó quen chủ nhân rồi. Ghê không? Cái lúc setup của nó có lấy giọng không? Không. Nó giọng tôi éo éo quá. 362 km rồi không? Giờ mình chuyển sang cái bản đồ Google Map đi. Dẫn đường đến thành phố Đà Lạt. Đang chỉ đường đến thành phố Đà Lạt trên ứng dụng Google Maps. Nó mặc định đó là Google Maps. Mình đang có mặt ở thành phố Mỹ Tho. Bây giờ nó tính toán cho mình là khoảng 7 giờ 46 phút sẽ tới nơi. 365 km. Sẽ cố gắng chạy trong vòng 4 tiếng. Mở YouTube hoặc là mở nhạc. Mở nhạc liên khúc Đà Lạt. Ồ, hiểu rồi đó. Không tìm thấy album liên khúc Đà Lạt trên Zing MP3. Đang mở kết quả mình tìm được từ YouTube. À, nó tự chuyển qua YouTube cũng được. Cái này phải chạy rừng thông nữa mới đúng bài. Nhìn giống diễn viên công quá ha. Bạn nào có muốn giao lưu với bác Tài thì để lại bình luận nha. Mình mở song song hai cái ứng dụng dẫn đường như vậy nè. Một cái thì nó báo về tốc độ camera phạt nguội, một cái thì nó báo cho mình biết là cái đoạn đường đó phía trước có kẹt hay không. Kẹt nó sẽ báo đỏ như vậy. Còn đằng Việt Map kia thì nó chỉnh chu về cái camera phạt nguội, tốc độ, biển báo, kết hợp hai thằng một lượt như vậy thì đi yên tâm. Đó, như lúc này là đang đỏ rồi ha,
đây, kẹt xe trên cao tốc. Ngon chưa? Nay lùa quá. Nay lùa quá luôn. Thì sau khi cả nhà mình ghé nghỉ trưa, ăn trưa thì mình tiếp tục hành trình. Và để đảm bảo cho sức khỏe thì mình sẽ đổi vị trí lái với nhau nha. Bàn giao. Ok. Rồi, tiếp tục. Lên đường. Check the mic and make sure it sound right, boys. Địa phận Lâm Đồng, địa phận đèo Chuối, và đoàn mình đã đến chân đèo Bảo Lộc. Thì trước khi lên đèo thì để đảm bảo cho cái tinh thần sảng khoái vượt đèo thì cả đoàn mình ghé vào quán cà phê Võng bên đường để ngồi thư giãn, uống nước, nghỉ ngơi, sau đó tỉnh táo rồi đoàn tiếp tục vượt đèo. Trước mặt chúng ta là cái đoạn quanh co của đèo Bảo Lộc. Một kinh nghiệm của mình á, là khi đi đường đèo, nếu chúng ta được trang bị một cái màn hình để xem cái bản đồ thì đó là một cái điều rất là thuận lợi. Bởi vì như chúng ta thấy là có thể chúng ta đoán trước được phía trước là cái đoạn cua nó như thế nào để chúng ta chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị những cái thao tác cho nó đúng. Ví dụ như phía trước chúng ta là một cái cua rất là gắt thì chúng ta sẽ cần thận trọng hơn. Sử dụng cái phiên bản bản đồ Vietmap X1 này là nó không cần mạng, không cần 3G thì nó vẫn hoạt động. Cho nên khi lên núi, lên đồi này nè, nó hoạt động tốt hơn là cái thằng Google Maps. Phía trước là một cái cua cục chỏ khá là nhặt. Quá trời xe luôn. Cầu Bảo Lộc nè. Khoảng 2.600-2.700 dòng. Với vận tốc là 42 km/h. Sau một chặng lên đèo như thế thì cảm giác chiếc xe lên cũng không gặp khó khăn gì. Dù là đi với vận tốc thấp bởi vì kẹt xe, chiếc xe vẫn lên một cách nhẹ nhàng thôi. Số vòng tour thì nó rơi vào khoảng 2.700-2.800 vòng. Mình vẫn đang để chế độ D, chưa chuyển sang chế độ Power. Nói chung dòng xe này thì mình cứ chạy đều đều lên đèo xuống đèo là bình thường. Tuy nhiên những cái đoạn vượt thì cần quan sát kỹ, đường thông thoáng thì chúng ta mới nên vượt, bởi vì nó có một cái độ trễ chứ nó không có bốc vượt nhanh được. Mình đã chuyển sang chế độ Power nha. Khi sử dụng chế độ Power thì có vẻ chiếc xe nó nhẹ hơn một tí. Về
nhưng mà nó cũng không có bốc được nhiều cho lắm đâu. Tiếng máy nó hụ rất là to luôn. Dòng tour bây giờ mình chạy vận tốc 53 km/h là dòng tour trên 3.000 vì đang lên dốc. Mình đang trên quốc lộ 20 thuộc huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Sắp đến biển báo, tốc độ giới hạn 60 km/h. Còn khoảng 85 km nữa thì tới trung tâm thành phố Đà Lạt. Anh lấy phiếu á? Lấy phiếu chứ. Lấy phiếu chứ, lấy phiếu viết nhiều chứ. 34.000. Hiện tại bây giờ là 19:15, do là đoàn mình vừa đi vừa ăn uống nghỉ ngơi ngắm cảnh cho nên đến đèo Ren bây giờ đã tối. Bây giờ mình thử cái cảm giác chạy đường đèo mà vào ban đêm thử xem nó như thế nào ha. Đều hiện tại thì vẫn có đèn đường nên là chạy cũng khá là dễ. Wow. Đã chưa? Đã chưa? Dốc này mình đang xuống phải không? Sắp đến biển báo. Tốc độ giới hạn 80. Đường nhiều chứ. Lần đầu mình chạy đường đèo vào ban đêm. Có đèn mới dễ chạy, không có đèn chạy cực dữ. Cảm giác chạy đường đèo sướng. Cái chạy đường đèo nó không có buồn ngủ. Tốc độ giới hạn 80. 80 chắc hết ngoằn ngoèo ha. Trời ơi, nó vậy. Mọi người thấy cái dòng tour máy hiện giờ là 3.000 khi mình chạy vận tốc 50 km/h ha. Tại vì đang lên dốc nên cái dòng tour nó cao lắm. Đây là hồ Tuyền Lâm, khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm. Đến khu vực cấm vượt. Đèo này nó ngoằn ngoèo liên khúc hơn là đèo Bảo Lộc ha. Đến biển báo. Ngoằn ngoèo luôn á. Ừ, nó hẹp nữa. Sắp đến biển báo. Tốc độ giới hạn 50 km/h. Dòng tua máy khá cao nha, cứ để suốt là 3.000 dòng. Tại vì 5 người và một em bé và hành lý khá là nhiều. Xe tải cũng khá nặng. Bắt đầu lên rồi. Biển báo. Nghe cái tiếng nó hụ lớn quá, muốn xót xe luôn chứ. Lên đây cảm giác bắt đầu lỗ tai mình nó lùm bùm rồi ha. Giờ mình thử hí cửa để hưởng cái không khí ở Đà Lạt coi nó mát không, coi nó mát lạnh cỡ nào nha. Đó. Lạnh này. mát. Thôi mình tắt điều hòa nha. Tắt điều hòa đi đó, để xe nó nghỉ ngơi tí. Nực quá. Nực quá.
Nực quá leo khoái con đi. Ôi, mình đã vượt qua hai cái đèo Bảo Lộc và đèo Ren. Bây giờ bến xe về. Đó, bến xe liên tỉnh Đà Lạt đó. Bến xe khách. Ôi, kết thúc đèo là vào thành phố liền. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến thành phố ngàn hoa. Rồi, sạch địa chỉ bao nhiêu? Dẫn đường đến 149 Hồ Xuân Hương, Đà Lạt. Giờ nó bắt quay lại đèo cái vậy. 13 phút à, giật mình thấy nó dài thòn giật mình. Thank you.
ôm cua, khả năng vào cua của chiếc xe cũng rất là đầm chắc. Lên dốc tuy máy có gầm lên một tí nhưng mà vẫn vượt cách mượt mà. Đó, như ví dụ như bây giờ là dòng tour hiện là khoảng 2.900-3.000 khi mà lên dốc với 5 người trên xe. Đoạn đường mà đoàn của mình đi đến Suối Vàng qua những cung đường rất là đẹp, con đường quanh co, một bên là núi, một bên là đồi thông, rất là đẹp luôn. Không khí thì rất là trong lành. Hiện mình đang di chuyển vào một địa điểm ăn uống rất là phiêu. Các bạn mà có đi Đà Lạt thì ghé thăm địa điểm Suối Vàng để trải nghiệm cái cung đường rất là đẹp luôn. Và có những cái quán kiểu như là quan giả, quán thịt rừng á, rất là ngon. Bây giờ đoàn của mình đang sắp đến nơi. Không phải quán này nha, tới luôn. Thời tiết rất là mát mẻ, không mưa cũng không nắng. Trời ui ui như vậy là phù hợp như mình là đi khám phá, trải nghiệm và ăn uống. Chút nữa mình sẽ làm một cái bếp nướng cái view cạnh đồi nha. Đang xuống một cái dốc đường đá sỏi để đi vào một cái quán ở dưới chân của cái đồi. Rồi mời mọi người nha. Coloman. Coloman. Kia là Coloman, chỗ này là Coloman. Nói đến Đà Lạt thì thường chúng ta nghĩ ngay đến là đèo Bảo Lộc, đèo Ren, đèo Mimosa. Bên cạnh đó, ở Đà Lạt còn có một cung đường đèo
thơ mộng nằm trên cao nguyên Lambian, đó chính là đèo Tà Nung. Bắt nguồn từ việc con đường đèo này đi qua làng Tà Nung, người dân thuận miệng nên là gọi mãi thành đèo Tà Nung. Đèo nằm trên tỉnh lộ 725, nó nối liền hai địa điểm thành phố Đà Lạt với huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Để đến được đây, từ trung tâm Đà Lạt, bạn chỉ cần chạy theo hướng thác Cam Ly đến đoạn ngã ba Suối Vàng sẽ thấy bản chỉ dẫn đi đèo Tà Nung. Còn một cách đơn giản nhất đó là bấm định vị Google Maps theo vị trí như là cà phê Mê Linh. Định vị sẽ giúp bạn tìm đến đèo Tà Nung một cách dễ dàng hơn. Xăng một lần đổ khi xuất phát là 1,2 triệu, lên Đà Lạt mình đổ 1,2 triệu nữa, và tới cao tốc Trung Lương thì mình đổ thêm 500,000. Thì bình xăng bây giờ còn lại nhiêu đây? Thì vừa rồi là một cái trải nghiệm full tải full tuyến, tổng cộng gần 1,000 km. Đây là một trải nghiệm thú vị mình muốn chia sẻ đến mọi người, và cũng chúc cho mọi người có nhiều chuyến trải nghiệm thật vui như thế. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.